thế nó chịu đập. Kết quả rồi. Thank you.
trộm được cái gì cơ. Là nó cũng định trộm. Không, giờ không kịp nữa. Nó đi đâu rồi? Chạy không thấy. Nó lên rừng rồi. Tao cái này không bằng rồi. Quát thì mày chết với tao. Nghe mày. Nghe mày. Thế mày ở nhà mày không chung rồi, không chung nhà. Không kịp dùng đâu rồi, không kịp nó. Làm phát cái cây ở đầu ngó cho mày. Mau quan trộn. Không kịp đó. Tao mới bắt được mày, chết với tao.